Xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng cô chú ạ, thì sau những lúc nghỉ trưa, bây giờ em Tuyên đã tiếp tục đang có mặt ở chợ Mèo Vạc. Và ở phía sau này thì mọi người thấy là hơi rác một chút xíu đúng không ạ? Vì đây là một cái buổi chợ là cuối cùng của năm rồi đúng không? Đúng không ạ. Còn buổi chợ nào nữa. Còn thì chúng ta chỉ còn chợ đầu xuân của 2024 thôi. Thế thì tại sao hôm nay em Tuyên lại phải gọi ngay Xá, Thề và Phú ra? Thì Xá đang làm caramel và Phú và Thề đây. Thì như các cô chú biết là lịch trình của chúng ta là ngày mai, ngày thứ hai chúng ta sẽ mổ lợn ăn Tết. Thì mổ lợn ăn Tết thì chúng ta phải mổ để chuẩn bị những cái đồ như là than hoặc là những rau củ quả, nước mắm, gia vị để chúng ta vào chế biến. Thế là bây giờ thì phải có những người ra chợ với nước ngọt nữa để cho bà con hoa quả nữa. Chúng ta là một bữa cỗ gọi là đầy đủ tươm tất một chút. Cả năm trời chúng ta vất vả rồi, chúng ta gọi là thiếu thốn rồi. Nhưng mà ăn Tết thì thôi cho nó đàng hoàng. Cũng như ở ăn cỗ cưới ấy, cũng phải có thịt, có rượu, có ít nước ngọt đúng không? Với được quả. Thì bây giờ thì xin mời tất cả cô chú anh cùng theo chân em Tuyên và ba chàng gọi là hot boy của Đế Chia. Đấy, đi mua đồ Tết. Thế sáng nay Thề là cũng có quà là tủ này này. Đúng rồi. Phú hôm nay là sáng nay mua được gì không? Không mua gì à? Điều. Chắc là cũng phải sắm Tết rồi chứ. Không. Phú sắm Tết, Xá sắm Tết rồi. Chắc bà con sắm Tết rồi đúng không? Đúng rồi. Anh còn chưa sắm được một cái gì? Em chưa. Anh chưa sắm được một cái gì cả. Có 6 ngày em mới sắp Tết. 6 ngày nữa mới sắm Tết. Dạ vâng. Bây giờ em chưa thể mua được, để mãi nó hỏng mất. Bây giờ chúng ta ấy còn sáng mai còn chở giò xong nữa. Ở đây cô. Cô ơi cho lấy ít đồ. Bây giờ lấy than đúng không? Mai nướng gà đúng không? Mai nướng thịt nhá. Cho cháu than cô ạ, cho cháu 15 cân. Đúng không nhỉ? Hôm trước mình lấy bao nhiêu cân nhỉ? Chưa chẳng biết được thì mà cái 15 trạng, cây, hôm trước anh đi mua 15 cân phải đủ luôn. Hôm trước anh đi mua mà, hôm trước đi mua với các chị mà. Các anh chỉ mua thì em chẳng biết mua bao nhiêu rồi. Anh chẳng nhớ lại, lâu lâu mua nhiều quá không nhớ được. Đúng rồi. Một chanh này, để nước chấm này đúng không? Đúng. Gia vị này, hành ớt này, giềng mẻ mắm tôm nữa để làm giềng mẻ mắm tôm. 15 cân túi vàng đủ không? Cô lấy cháu là gia vị như kiểu là giềng mẻ mắm tôm này, giềng mẻ mắm tôm này, tỏi ớt cứ mỗi thứ một, tỏi hành này đấy. Mai cháu cần dùng ấy, mai vào dùng được. Nhiều hơn đấy, bọn cháu nấu cỗ mà. Mai cỗ Tết là 10.000 không đủ ạ. Đây. Tôi lấy chai tô nhé. Thì cả nấu cả giặt cây với cả làm thịt nướng này. Dìa lấy bao nhiêu? Dìa lấy một túi to luôn. Hạt tiêu nữa cô nhé. Đấy thế. Ôi giời, chưa thể nghỉ được cô ạ. Hôm nay đi từ sáng giờ về ăn được bữa cơm rồi đi luôn đây. Không kịp được. Bây giờ mà không làm thì không kịp được. Đấy, cho một túi này. Dạ. Ba. Mắm tôm. Cho súp với mì chính, muối ở trong kia có rồi. Hạt tiêu cho hai túi này đi. Chanh. Ớt. Chanh thì muốn một lạng thôi. Chanh ha, chanh một lạng làm sao đủ được. Chứ cho một cân đi. Mai chục cân cơ mà. Chục mâm cơ mà. Thế đâu mai bà con lại làm sườn xào chua ngọt như hôm trước thì sao? Cháu ít củ hành nhá. Hành tây này. Hành tây với ít ớt nữa để mai có thể xào thịt hoặc là xào lòng. Mai em mà luộc lòng như hôm trước là sẽ xào lòng luôn. Thế là mai không là đi hết chút. Thế mai bọn em định làm gì? Lòng cất để cất để lòng xào thôi. Lòng xào hả? Thế bây lòng em định làm gì? Luộc á? Còn lợn này to quay sao được? Không phải lợn cay thì mà không làm được, không là hơi giống như hôm trước là giống như hôm trước. Nữa đi cô, 10 mâm cô bảo cô. Thế bây em định nấu như nào? Cô là củ xào cứ được mà. Đấy thì xào nó phải có hành với ớt mới ngon chứ xào nguyên không à? Mày thơm thơm chứ. Đấy được rồi. Được.
Được. 5 chi lạng. Được rồi. Chi lạng còn thừa bao nhiêu cho bà con Tết? Được chưa? Tết thừa. Cả mẻ nữa nhá chị nhá. Nhớ mẻ lồng cho em 2 túi, 3 túi là không nó rách mất. Xá để ý nhá. À, nước mắm trong cái à, giấm nữa. Cứ lấy một chai giấm vào. Riêng mẻ, mắm tôm, giấm. Mai bố anh lại bận không thể vào được. Không có ai nấu hộ cơm được. Đấy, mai anh không vào. Mai vẫn phải vào chứ, còn bố anh thì không vào được. Okay. Không nhờ được ai mà nấu cơm. Bây giờ thì mà mình tỉnh lóc thôi. Bố anh ngon ngon thế nào ăn thế thế đấy. Có thế nào thì ăn thế đấy thì. Nhưng mà mất công ấy, mình chế biến ngon như này mà không ăn được ngon thì chết. Đúng rồi. Bọn cháu nướng thịt đây, được đúng không? Thế được rồi. Và thế được rồi. Cái đấy thì hơi 30. Cái đấy thì hơn 20 cân ấy. Đâu? 13 cân rồi. 13 cân ấy. Tham nó chắc này. 13 cân để nướng thịt. Mai nướng ít khoai nữa. Và hoa quả thì nữa đi lấy cho một chai giấm vào đấy nữa. Riêng mẻ, mắm tôm, ớt này, hành, tỏi này. Cho em ớt ngọt đi. Ớt ngọt đây. Ở trong kia có bí đúng không? Bí đỏ có đúng không? Bí đỏ á? Cô cứ lấy cho cháu xào lộn vào cô, cháu mới cân được. Sáng chắc có. Bí đỏ mới còn không? Bí đỏ không có. Mai có củ cải đúng không? Lấy một ít cà rốt nữa cho nó đủ màu. Cho em ít cà rốt nữa. Một canh ấy. Canh xương ấy. Canh xương, cà rốt với củ cải ngon quá rồi còn gì nữa. Mẻ đấy đủ chưa cô? Cháu cả nướng cả đấy đấy. Cả nướng cả rượu mận đó. Dạ, cả luôn. Cô cho thêm đi. Vào trong đấy nó thiếu hết, nó không có cái gì cả. Số này đủ chưa? Ok. Mua cái này. Cái này xả. Mua cái này xả thì ok. Ở chung nhà không có rồi. 2 cân. Xả mua bao nhiêu nữa? Xả 1 cân đấy. Nằm lại. 1 cân đấy. Ăn xào xả nhiều nếu càng thơm. Cả tốt. Hả? Thơm chứ. Càng nhiều càng tốt. Xong rồi như hôm trước em làm nước chấm thì chẳng ngon hả? 10 bát cơ mà, 10 mâm cơ mà, mai mình hơn 10 mâm đấy. Chả biết được đấy. 5 lạng ít lắm. Cứ 1 cân đi. Không nhờ ai mà phải không? Hả? Không nhờ ai. Thôn mình cũng phải hơn 10 mâm đấy. Thôn mình đông chứ. Ôi, bọn cháu không thể làm được những cái món như thế. Vì mai bà con, một mình cháu ở trong đấy cháu còn ghi hình với lại là không ai làm được cả, không có đầu bếp. Chả ai làm được cả. Muốn ngon cũng không thể chế biến được. Mai bảo nhờ bố vào, bố chả làm được. Bố đang bận công việc nhà rồi. Không thể làm được ạ. Bọn cháu làm những cái món này mà ngày xưa bà con đã làm rồi thì mới cần biết làm. Chứ lấy những cái món khác lạ quá không biết làm thì không đấy, thời gian mà làm được. Đúng rồi, cái thịt xào đó mới biết xào. Đợt trước làm rồi thì mới biết. Bây giờ làm cái món khác là không thể làm được. Không ai làm cho. Nhưng mà các bạn thì không biết làm. Cháu không thể làm được. Không có tay, có chân ấy. Một mình làm không thể làm được hết được. Yes. Con đi bữa mơ. Hả? Con chạy nè. Sáng tay. Kiểm tra này. Riêng mẻ, mắm tôm, hạt tiêu, mì chính trong đấy có rồi. Đó. Chanh này, ớt này. Cái này nấu canh này. Cái này để xào các thứ này. Cỏi ớt này. Xả này. Ớt ngọt. Hành này thêm đi. Hành này 10 mâm cơ mà. 10 mâm chứ là hành đưa đâu, hành cho hành với ớt đủ không á? Đây cái này bằng đợt trước anh em mình làm đường thôi á. Đợt trước làm đường có 4 củ này. Đây thì cái này tầm 2 mâm 3 mâm thôi. Cô ơi cho cháu thêm hành đi. Chỗ này có hành từ cây gì? Đây hành tây ấy vâng. Chứ đây bọn cháu xào 10 mâm cũng một cô. 10 mâm 10 củ đấy. 10 mâm 10 củ nhưng mà bà con ăn độn nhiều ấy. Ăn như đấy nó ngọt đi. Được rồi. Ok. Vâng. Quyết bé cho mỗi mâm một túi và ăn. Thôi được rồi, vâng, cho cháu quyết đi. Tráng miệng cho bà con. Ok. Quyết hoặc là táo. Ăn quyết hay ăn táo? Bên nào, bên nào? Có quyết bé đấy, con lấy có 200. Đâu, xá đi đây. Quyết bé. Quyết này ngọt lắm. Đấy, cô lấy trong cái thùng này. Cái này là cho cô đấy và 200, cô bớt lại cho cháu thôi chứ cô không. Một cái bao nhiêu? Một cái sọt này có 200 nghìn thế này đấy.
Một thùng 200 nghìn á? Ừ. Một thùng này được bao cân đây cô? Chắc tầm khoảng 9 cân nõi gì đấy. Mà vâng. chất thì phải 1 kg bao nhiêu? Cô bán cả thùng, khổ. Để cho mày bớt lại cho các cháu, cả thùng nữa. Ừ. Cô không lấy đắt đâu, khổ. Cô không lấy lại đồng nào cô cả. Mua bán đây cô lấy cho mình bao lần rồi. Không phải lấy đắt mà cô không lấy lại đồng nào. Cô lấy bà con là sợ ấy. Cho thử này. Đây là quả cam to hơn. Đây cam to. Cái cam này là vào 230 một cái dành này rồi. Chúng ta lấy cái này dễ chia này. Đúng rồi, cái này dễ chia. Cái này rất là chia là ngọt. Dành này, lấy cả dành đi. Cô lấy cho cháu một kiện này đi. Đây không, cái quả này khác đây, mình ăn cái quả này cơ mà. Đây, Phú ăn thử đi. Ăn thử đi, có mất tiền đâu mà nó. Ăn thử đi, sợ gì. Ăn đây, này còn nó bộ bên mà không. Ăn thử không? Cô cứ lấy cho cháu một dành đi. Cô cứ lấy một dành cho cháu đi. Bà con này cũng sợ, không? Cái này ngọt lắm. Đây, không phải sợ. Ai khổ. Không phải sợ cả của nhà mình. Mình sẽ chia mỗi mâm một túi. Được không ạ? À, cho cháu ít hành tươi nữa cô ạ. Mai cho bát canh. Dạ. Vâng, cô cộng hành tiền đây, có bà con đây làm chứng rồi lo gì. Một mình đi mua thì mình phải có cần giấy tờ đàng hoàng. Than nhưng ở đây có bà con đây. Đây, rồi sáng quay cô chuyển tiền gì. Đây nhá. Than bán 15.000 cân, cô lấy vào 13 cân này. Đấy rồi, cô lấy giá 13 đây nhá, cô lấy vâng. 13 này. Cô lấy rẻ đó vâng. 169 cộng 170 cân này, cô lấy có 1.000 lãi đây này. Vâng. Ớt của công nghiệp là 15.000 này. Được chưa? Vâng. Xả vào mấy cân này. Giảm 1 cân là 2.000, cô lấy 15.000 này, được vâng. Chưa? Vâng. Đấy, cô toàn giảm giá mình luôn, phải không? Cô biết mình thực hiện này. 15.000 này, 20.000 cô lấy 15 này. 30 này. Cái này 35 này. Vâng. 35 cái này là còn là 30 này. Cái này 15 này, 30 này. 65 này, 70 này. 70 là cái 15, 85 này. 85 với 35 này. 90. 120 này. 120 với 35 này. 155. 155. 15 cái này nữa đây này. 155, 160, 170 này. Cái này nó có 20.000 này. Vâng. 109 này. 109. Cho con 109 này. Thấy chưa? 5 cân rưỡi. 5.000 một cân này. Lấy 80.000 nhá. Dạ vâng. Cô chỉ lấy vào cái vốn của cô thôi. Vâng. À mấy này 200.000 dành kia nữa. Thấy chưa? Bằng 750.000. Cái mẻ nữa cô. Mẹ nhà cô làm được cho. Vâng, con xin. Cái chỗ mẹ này chỉ có 50.000. 50.000 cô tặng cho phải không? Ừ. Đã bảo rồi riêng đi các cô đây cô biết mình đi từ thiện, cô không bao giờ lấy đắt. Và cô còn vừa làm vừa cho ấy. Vâng, vâng. Nhá. Cái hành tây này là 20.000 cân nhưng cô vâng. Chỉ lấy cháu 15 lấy vào 15.000 cộng lấy 15.000. Bọn em đi mua thì bọn em sẽ bị đắt hơn. Đúng không? Chúng mày mua chỗ này không có hơn 1 triệu, 2 triệu 3. Vâng. Cho một cái bao tải nhé. Vâng. Xin cho một cái bao tải, cái bao tải. Quay nhiều rồi phải để ý chứ. Đấy, đi mua thì các cô thì luôn luôn cho mình. Vâng, vâng. Nên nhớ là vậy vì khi đi anh thì biết là từ thiện mà cô là cô người quen. Đúng cô rồi. Chả bao giờ cô bán hàng đây cô lãi người khác chứ cô không lãi những người từ thiện. Đúng rồi. Và em yên tâm. Tại sao em đi mua đồ với anh đúng không? Đúng rồi. Em mua đồ với anh thì vào chỗ quán cửa hàng quen anh cũng được. Đa vòng nhiều thì mới biết rồi mà. Xong rồi được người ta cho đúng không? Ừ. 75.000 tiền hoa quả với đây. Than để từ đấy thôi, còn cho hành tây. Than này thì cô chị phải lấy lộng cho em xin 1-2 cái túi nữa lồng vào cho chắc ấy. Xách một cái này đứt ngay. Đây vâng vâng đấy, cho cái túi đấy thì nó chắc hơn ạ. Nghĩa là những cái gì cô làm được thì cô cho, còn những cái gì không ấy được thì cô lấy vốn. À vâng. À, quên cho cháu ít hành nữa. 10.000 hành thì mai cho ít được canh nó có màu mè như nó đẹp. Trường xây các cháu đi mua không có đến 253.000 một nạng á. À? Đúng rồi. Đấy lấy giá gốc luôn. Thì... Vâng, thế thôi vâng. Vâng. Màn này. Cháu là 750 thôi cái hành này, cái hành này đắt lắm, hành bây giờ 40.000 cân hành đấy. Cảm ơn cô nhé. Cảm ơn cô nhé. Cho em nó một cái dây.
các cháu thì có cái sự ủng hộ từ cô bất cứ nào hay thì đấy. Dạ, dạ vâng, con cảm ơn cô. Đây cô con gửi cho cô. Keep on in it. Đây cô con. Vâng, con xin. Thì nếu mà một mình con đi mua thì con phải có giấy tờ, nhưng hôm nay có bà con đây rồi thì mình không phải sợ. Đúng rồi. Đây là cô ủng hộ nữa rồi mà. Đấy, cô được ủng hộ rồi chứ còn nếu tính thẳng có phải hơn 1 triệu đấy. Sẵn phẳng ra được hơn 1 triệu thật. Đấy. Bây giờ mang xe sang xe xe luôn chưa? Có mang xe. Xe đi vào đây, một xe nào vào đây. Đi vào đây được không? Được, vào đây này. Đỡ phải vác. Được, được. Được, đi một xe được. Đi lấy xe vào đây. Xe vào đây rồi. Hay là xách rồi xách ra đi. Nào đi. Để. Bọn cháu để xe ngay ngoài cổng cơ mà. Cảm ơn cô nha. Về nha. Nạ đấy. Mai mà em không ăn rồi. Mai là mình ăn nguyên thịt rồi thề nhờ. Đúng rồi. Hôm nay là không ăn đậu rồi. Ây à, còn nữa nhá. Ây à, mua hết rồi. Chưa. Chưa đủ à? Chưa. Bây giờ nhá, không đi mua giấy này, giấy lau này, đũa này. Đúng. Giấy lau, đũa này, mai lấy cái gì mà lau, giấy ăn ấy. Đúng rồi. Hôm trước hết rồi. À, đũa này xong rồi anh mua bánh với nước nữa. Đi vào đây, đi vào đây. Ừ. Còn là thùng nước to nữa. Chúng ta hạn chế uống rượu thôi. Uống rượu thì vẫn cứ uống nhưng mà uống ít thôi. Uống nước. Uống nước thôi. Anh. Rồi. Chào anh. Đâu em đặt đấy? 15 chai. Lấy 15 chai nước bích cho anh Tuyên em ơi. Cho em một túi giấy ăn anh ạ. Cho cái thùng ấy. Túi giấy ăn với hai bó hai túi đũa dùng một lần nhé. Khá là nóng ngày hôm nay. Vâng vâng. Vâng. Đấy cái thùng nước này chở nó nặng này này. Đây là một siêu thị của một người anh mọi người. Ba xe chở hết không? Hết. Hết không? Hết. Hết thật không? Thật. Đũa đủ chưa nhỉ? Ở trong kia có rồi đúng không? Ở trong kia có một tí mà. Nó đủ không? Hai bó là đủ chưa? Nước mắm đi, lấy nước mắm cho khách đi. Đi khách tính đâu. Đây là một giây bao nhiêu nhỉ? Dạ. Dạ vâng, em đi thôn rồi nhỉ? Mua là chuẩn bị. À, mai cho bà con ăn Tết. Vâng. Đấy là một giấy bao nhiêu ấy? 15.000. Hỏi bà chủ chứ sao hỏi anh sao biết là sao giá. Mai anh rảnh anh vào với bà con. 5.000 à? Vâng, sáng mai em mổ lợn cho bà con ăn Tết. Bà con đã vất vả cả năm rồi anh ạ. Vâng anh ạ. Vào để chia ăn Tết. Vâng. Dạ vâng, vâng anh. Tối em cầm cái chứng minh thư lên cho anh. Vâng, em quên, nói chung là bận quá. Cả ngày đi cả sáng. À, xe của anh á. Em bê ra chỗ anh áo trắng rồi kìa. Đấy. Đây là D đấy, một chai to này luôn. Lấy về em thanh nhiệt cũng được. Vâng. Dạ. Em không cần phải cầm khăn trước đấy. Đây này, cái chai mình to như thế này luôn này. Chai 3 lít mốt mà. Cái cốc nhựa của anh có cốc nhựa dùng một lần không? Cốc giấy này, cốc để mai em lấy cho một giây, hình như bà con dùng hết rồi đúng không? Đấy, lấy cái đấy ăn uống cho đàng hoàng. Lấy hàng một bịch nhá. Ừ. Một bịch. À, 100 trước đấy, của anh thoải mái 100 người mà, mai ăn cả thôn mà. Vâng, cả thôn là hơn 100 người ạ. Thôi, bà con vất vả, các cô chú cũng ủng hộ cho. Nên là thôi, vất vả rồi thì ăn Tết cho nó đàng hoàng. Chứ cả nhà thì bà con cũng chả có thịt cho anh ạ. Ăn được bữa thôi. Dầu à, dầu rửa bát trong đấy còn không nhỉ? Dầu rửa bát. Dầu rửa bát ở trong kia. Đây rửa bát còn.
Thế mua một cho em một can luôn đi. Lấy cái can to đấy này. Em lấy một can can nước lấy bát to nữa. Lấy thêm một can nữa. Nhìn thấy em đấy mai không có gì mà rửa. Đủ chưa thầy? Can to. 749 à. Đây. Chỉ chọn 50 luôn thôi. Cho anh xin một cái túi vàng đấy em. À ừ, thế em vào máy đi. 82.000 đúng không? Anh phải nhớ đấy, không thì mấy nữa về là không cộng vào chết anh. Là lúc mua nhiều quá không về không nhớ đâu ấy. Con bỏ tiền túi ra thông báo rồi chả dám chả dám thông báo lại ấy, hiểu không? Kiểu như ở đợt không như ở đợt nhà năm bà cháu ấy. Nếu thông báo rồi mình chả dám thông báo lại nữa. Đây hóa đơn rồi anh ạ. Đây rồi. Dạ. Anh cảm ơn. Dạ, vâng, anh xin. Đi. Ok đi. Cái này thì có rồi. Em đi đây. Anh cảm ơn nha. Vâng. Mình là 15 chai đủ chưa đấy? Nhìn ít thế. 15 chai đủ ơi. 15 chai ấy. Ừ. Đủ. Đủ không nhỉ? Đấy. Mỗi mông một chai. Mỗi mông một chai, ừ. Không, anh nhìn chỗ này ít. Không biết đủ 15 chai của mình không? Mỗi mông một chai. À, mai là lợn, tối nay chúng mình là không cho ăn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế này treo riêng ra đi. Để. À đây, để. Đâu rồi? Bố đấy thế. Xá. Đâu xá bố đây để anh... Xong chưa? Xong rồi. À... Xem nào. Ok. Còn à, lên trên kia một hộp bánh nữa. Một kiện bánh nữa. Một kiện bánh cho quà cho các cháu nữa. Chở hết không? Ba người mà. Ba người ở đấy, chở đi. Hai người chở cái này còn một người sẽ chở một hộp bánh nữa. Một kiện bánh đấy. Chở nó mang cái. Ok không? Cái này nặng đấy, than này 13 cân. Ý thuyền nhé. Thế thoải mái đấy em ạ, thoải mái xá. Xá tưởng nhẹ à? Bé toàn nước ở trong đấy nha nha đấy, hai thằng bê ra. Ông đồng và mình ông bê lên. Thầy đang đi mua gì kia? Thầy đang tranh thủ đi mua kem đánh răng à. Chợ thì vừa tan chợ nhìn nó hơi bẩn mọi người ạ. Cái gì ạ? Giò rượu bát. Cái này bao nhiêu nhỉ? 35.000 ạ? 15.000. Ừ, thế thì bây giờ buổi sáng ngày hôm nay thì em tuyên lên kia mua một hộp bánh nữa mọi người nhá. Một kiện bánh nhá, 53 thùng. 53 phần quà cho các bé. Cho các bé đây là một cái phần quà để khích lệ cho các bé trong một năm vừa qua đi học không quản ngại đường xá xa xôi nắng mưa đi học. Hôm trước vừa cộng là 53 cháu. Thì mỗi cháu sẽ bao nhiêu tiền? Là một hay là một hộp bánh chỉ trị giá có tầm 50.000 thôi cô chú ạ. Nhưng mà nó là một món quà gì thì cho các bạn cháu sau này đi học được đầy đủ hơn, không được bỏ học, đi học để kiếm cái chữ, đi học để học cái văn minh về. Cái gì vậy? Xin lỗi các cô chú là nào. Tôi muốn là khích lệ chỉ được như vậy thôi chứ không có được quà to hơn cô chú nhá. Vậy anh Tuyên cũng phải xin xích vào cái quỹ làm đường mà cái quỹ làm đường thì nó còn hạn hẹp lắm nhưng mà tôi thực ra là lo mua số sườn thêm mua lo phải xin cô chú là như vậy. Mua câu không mà mua cho đây xe này xe xá đây tí nữa sẽ chở cái này đâu xá xong rồi xá
cái video này nó chỉ là chuẩn bị đi mua quà thôi. Nhưng mà em Tuyên phải ghi hình lên để cho cô chú thấy được là cái công tác đi mua quà như nào, và quan trọng nhất là cái tiền nong. Sau này mọi người bảo là sao sắm mua lợn rồi mà vẫn mua nhiều đồ thế. Thế ạ, xã hôm nay đi mua quà thì phải bỏ em đi ra với lại để quay lên để mọi người biết là mua con lợn 7 triệu rồi, nhưng mà tại sao mua những cái gì mà nhiều tiền thế? Không lẽ bảo mua lợn rồi mà sao mua rau củ quả linh tinh nhưng mà nó mất 1 triệu 2 triệu liền. Đấy, hiểu không? Đi mua rồi mới biết nhá. Chứ không bảo là ôi rồi ôi mua con lợn rồi mà vẫn còn mất mua thêm 1 triệu tiền ở đâu về đấy. Không làm thì không biết đâu. Làm rồi mới biết. Ông xá vào làm nhà mới rồi biết đúng không? Đi mua trông thế me me cua đây mà nhiều tiền. Đi bây giờ thề sẽ lên chỗ nhà chị Lý. Đi lên nhà chị Lý, tất cả lên nhà chị Lý. Chở một thùng bánh kẹo này nữa. Đây. Hả? Hả? Mua một cái đi dùng. Được, miễn là hộp bánh tape. Vâng, dùng điện đấy. Đây. Đây này. Đây cái bánh này này. Ở đấy, thì em cho vào cho anh. Đóng hết hộp cho anh. 53 mà chơi nó 55 đây. Biết đâu lại có thừa hai bé ra đâu ra chết đấy. 55 đi. Cho một con. Đâu ấy? Ăn Tết to thế. Đây, xếp hàng ra đây anh chị tặng quà Tết cho đây này. Đây, có quà Tết chưa? Chưa có thì ra đây xếp hàng anh chị tặng cho. Hả? To tướng như kia rồi. Thế, dạ. Bảo là xếp hàng để anh ấy tặng quà Tết cho. Không được rồi. Được quá. Ừ. Ra đây xếp hàng. Có tiền mới mua được đâu. Thế, thế với xá đây xếp hàng để anh chị lì xì cho. Chữ. Này, con đây cắn vát ác Tết nhỉ? Như chú rẻ. Thế thành ngay cái năm nhiều vàng đấy nhá. Năm nay Tết to không? To ấy. To ạ? Con lợn 7 triệu ấy. Thế anh chị có được chén rượu nào không? Đây để biết được đấy. Có mai nhờ đi. Mai đi à? Thế mai nào? Mai có đi kia vào. À, mai chị gái tiên vào. Thế thì vào phải chuẩn bị rượu trước nhá. Có. Đây cũng phải 2 lít mới say cơ đấy. Thật đấy, 2 lít đấy. 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 Chết là mù chết rồi. Chết thôi. Đang lấy đúng không? Dính vâng. 55 hộp. Dính lấy thôi, chú bánh cho chị đã. Những cái giỏ quà Tết này mọi người nhìn rất là thích thú. Mình ở đây mình chưa có thời gian đi sắm Tết. Bà xong xong cho bà con nữa thề ạ. Anh với thề là bây giờ là đi ngày hôm nay này. Sang Mé Lầu một ngày nữa này. Mé Lầu chưa sang được vì anh ấy nói là bên đấy đang có đám ma. Chưa thể gặp được. Đám ma thì anh sẽ không vào được vì bây giờ hiện tại nhà anh có con nhỏ, anh sẽ không đến đám ma. Đúng rồi. Đó. Chết đi ra ở... Đi xa xin cái trước. Đúng rồi. Xin cái với Khâu Vai Mé Lầu là một ngày nữa, hai ngày đấy. Ừ. Hai ngày nữa là mới xong được công việc. Đúng rồi. Đó. Và để chia nữa chứ. Nhiều việc lắm. Mẹ xin cái. Tủ 55 hộp nhá. Vào các cháu lại có quà, các cháu không thì cũng ngại lắm. Đang đưa cho các bạn đi nước. Chà đào à? Đồ trên này thôi. Ở trong diện, ra trong cùng đi xuống dưới đó. Ở đây có bán cái để dầu của đồ các thứ. Đây đúng không? Rất khá nhiều chứ đúng không? Thì nữa dán ví dụ cái thùng như này thì em dán vào dính vào tranh thành một thùng cho nó gọn đấy. 4 x 4 = 48. À, các cô chú thấy này, thề cũng đang chuẩn bị dây chun này, thì nữa buộc rất nhiều thùng bánh đây. Đây, đủ chưa em? Tính tiền cho anh. 55 hộp mọi người ạ. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 thùng ấy. Mai là cho các cháu, mỗi cháu một gói.
đi học ấy, để khích lệ cho các cháu là một năm đi học cũng đầy đủ, không được bỏ học, đúng không? À, hát tâu em. 2.475.000 một gói đây là bao nhiêu đây? 45.000 một gói. 45.000 một gói. 55 hộp. 2.475.000. 475. Dạ. Đấy nha. Ngon đấy à? Không biết là đủ tiền không đây này. Hóa đơn đây này. Không phải quên mất. Không biết đủ tiền không đây. 2 2 24 à. Đấy cả tiền nước nữa. Thôi tiền nước em mời mấy anh. Xin cảm ơn bà chủ. 1 2 3 4 5 đây. 2.475.000 mọi người nhá. Đó. Ê cho chị ạ. Thế rồi mà. Thế xe đi. Đán hai thay là một cái một. Thế là xính ơi, xính bê chị, để em nó bê cho, để em nó bê. Xính ơi, xính bê cho anh. Số ngân hàng chứ gửi mà. Bây giờ sẽ cho lên xe. Đây. Lô mà trước thì chờ đây cho xe anh nữa, cho anh xe anh nữa. Có chưa bao giờ cho lên cả hộp của anh nữa. Xe anh kìa. Hả? Nhưng mà cho anh nữa. Xe chạy vào lấy cái bàn giấy để anh. Mình ok. Xong rồi sẽ buộc vào. Ôi quên rồi, không lấy được tiền rồi. Dán như này thì nó mới không rơi. Thế. Cho lên trên đấy được à? Cái này nhẹ mà. Thứ nhất thì chăm cho anh đi. Thằng hai em chăm nhé. Ngán quá nhỉ. Ô, cái này có thể ngán như thế. Ơ trẻ, ơ trẻ. Dây chun sáng nay đâu? Dây chun sáng nay đâu? Sáng nay thầm mụa, thầm nông mụa rồi. Ơ trẻ anh nhỉ. Ôi dồi, thế nhá, đừng có buộc có bị yên mà hỏng ấy. Thôi thôi. Dây kia có. Một cầm. Em đi được. Có vướng. Các cô chú ơi, thì bây giờ thì có lẽ là cũng kết thúc cái buổi sắm chợ. Để ngày mai chúng ta tổng kết liên hoan cuối năm nhé. Đấy thì bây giờ thì các bạn sẽ đi về mọi người nhé. Đó, em Duyên sẽ đi tiếp cùng các bạn để chở nốt hai cái thùng bia ra. Nào, thôi. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người, hẹn tất cả các cô chú anh chị ở những tập tiếp theo. Hẹn các cô chú vào tập ngày mai. Thứ hai chúng ta sẽ tổng kết ăn con lợn là hơn 100 cân. Mới. Rồi nha. Wow.